Chào mừng các bạn quay trở lại với phiên bản Fusion 2022. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một con đường giao thông. Và trên đó là có những chiếc ô tô đang chạy, họ đang tham gia giao thông. Và dưới cái trời mưa và trời tối, chúng ta sẽ thấy hiệu ứng của Twinmotion tạo ra rất là tốt hơn rất nhiều so với lại Lumion. Và Lumion này để tạo ra những hiệu ứng tương tự như vậy thì sẽ mất gấp 3-4 lần thời gian. Trong khi đối với Twinmotion thì chúng ta cực kỳ đơn giản. Trước chúng ta phải vào biến đổi cái nền mặc định của nó thành của cái Twinmotion thành dạng gọi là bây giờ dạng đây là dạng nghĩa đường, đúng không? Chúng ta chọn alpha này, chúng ta chọn color là sẫm hơn một chút, được nào? Chúng ta ok. Bây chúng ta đã có một đoạn đường nhựa, đúng không? Nó gọi là handmade ấy, đường nhựa. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục object và chọn đề can. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra những cái đó. Đây. Chúng ta tạo ra những vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường là tạo làn đường, ngăn làn đường, ngăn cách các làn đường với nhau. Đó. Để chúng ta nhấp vào đây và chúng ta ấn shift, giữ phím shift nha, kéo nó lên, giữ phím shift nha, giữ phím shift này, đây, chúng ta nhấp vào đây này, giữ phím shift và kéo lên, bởi vì đây là vạch liền cho nên chúng ta tạo số lượng là khoảng 6 cái, chúng ta ok, chúng ta sẽ có một cái vạch liền, đúng không, từ kéo dài dọc con đường mặc định giả định của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái nút mũi tên này. Đấy, để chỉ đường. Ví dụ như bên phải này, chúng ta ở Việt Nam chọn bên phải đường. Chúng ta cũng chọn vào đây. Chọn vào cái nút mũi tên. Chúng ta giữ phím shift và chúng ta kéo nó. Nó sẽ hơi khó chịu một chút. Chúng ta giữ phím shift này. Chúng ta kéo lên. Đó. Chúng ta cần khoảng 5 cái này, chúng ta ok. Đó. Chúng ta đã có những mũi tên mà chỉ hướng rồi. Đúng không? Nó đi bên phải. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng có mũi tên chỉ hướng đi bên trái. Tương tự như vậy chúng ta giữ phím shift. Bên ta kéo. Đây chúng ta cũng có khoảng 4 cái. Ok. Đấy, chúng ta xóa bớt cái cuối cùng này đi. Như vậy chúng ta đã có một cái làn đường. Đúng không? Ở đây chúng ta có thể tạo cái vạch đường hai bên. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái nắp cống để tạo vạch đường hai bên đi. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái nắp cống này. Đâu, nhầm rồi. Và đây là nắp cống thật chứ. À đúng rồi, nắp cống như nó lại sơn màu trắng các bạn ạ. Ok, chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái nắp cống này. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể thêm các cái gọi là vết lõm trên đường, các ổ gà, ổ chuột, đúng không? Ổ voi vân vân đấy, chúng ta có vết nước ở trên đường này, cũng nước này, ngẫu nhiên ở trên đường hoặc là ở trên tường, đúng không? Đấy. Rất là dễ dàng tạo cho cái con đường một cái nét rất là tự nhiên, đấy, cũng nước to cũng nhỏ, đúng không? Lồi lõm hay là những cái nắp cống vân vân, rất dễ dàng. Ok, đấy là về mặt hình thức của con đường. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái đèn chiếu sáng ở hai bên. Thì chúng ta vào mục Library, chúng ta có Object và chọn CD và chọn phần Streetlight. Chúng ta sẽ chọn cái đèn bất kỳ. Đây, tôi ví dụ như cái đèn này.
Mặc định của chúng là quay về bên trái của chúng ta. Đúng, cái đèn sẽ ở bên trái. Bây giờ chúng ta sẽ ấn Shift và chúng ta chọn Copy, kéo ra và chúng ta chọn OK. Bây chúng ta sẽ quay của nó 180 độ. Chúng ta dê chuột về cái hình tròn này và chúng ta ấn 180 trên một chúng ta ấn Enter. Đó, như vậy nó đã quay 180 độ. Hai cái đèn nó quay ngược vào nhau. Các bạn phải làm điều này thật chính xác nên không là nó sẽ bị lệch đấy. Okay. Nếu không có vấn đề sẽ bị lệch các bạn. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím, chúng ta nhấp vào đây, chúng ta ấn Control, chúng ta chọn thêm, chọn thêm cái bóng đèn, hai cái bóng đèn. Sau đó chúng ta lại giữ phím Shift và chúng ta đưa chuột về cái này, chúng ta kéo này, ta chọn 5 và mỗi cái là cách nhau 5 mét. OK, chúng ta đã tạo ra một con đường. À chưa, chết rồi, chúng tôi quên. Chúng ta trước khi làm điều này, chúng ta phải làm một cái việc nữa. Đó là chúng ta phải thêm ánh sáng vào đây. Vì tôi đã hứa là phải thêm cái ánh sáng vào đây. Các bạn cẩn thận, rất cẩn thận về cái bước này vì nó sẽ gây ra chúng ta rất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian. Thì chúng ta sẽ thêm light vào đây. Chúng ta quay trở lại thư viện và chúng ta có phần light. Chúng ta thêm cái phần spotlight vào đây. Ta lưu ý là cái spotlight này nó phải nằm ở dưới cái bóng đèn nhé. Spotlight là vầng sáng, dạng thế này, vầng sáng. Chúng ta để đúng dưới cái bóng đèn này. Và chúng ta chọn hiệu ứng haze on, shadow on. Khi chúng ta chọn và chọn cái cường độ ánh sáng tăng lên. Khi chúng ta chọn shadow on thì cái bóng một cái cột điện này xuất hiện, các bạn nhìn thấy không? Và cái khi chúng ta chọn haze on thì các bạn nhìn thấy rõ rồi đúng không? Nó sẽ tạo ra cuồng sáng rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta phải nhóm hai cái đèn với lại cái ánh sáng của chính nó vào với nhau. Thì chúng ta chọn spotlight, chúng ta lôi vào vô đấy. Thì lúc này chúng ta chọn cái cây đèn thì cả ánh sáng cũng sẽ được di chuyển theo, đúng không ạ? Và chúng ta chọn copy cái đèn này thì cả ánh sáng cũng được copy theo. Đây chúng ta ví dụ như chúng ta di chuyển như này, đấy thì ánh sáng cũng di chuyển theo, đúng không? Khi chúng ta đặt lệnh copy. Bây giờ chúng ta sẽ giữ phím Shift và chúng ta lôi về cái vị trí này và chúng ta kéo đấy. Và chúng ta chọn là number copy là 1. Chúng ta đưa chuột về phía cái viền tròn này. Chúng ta 180. Chúng ta enter thì hai cái đèn nó sẽ quay chính xác vào nhau. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng nút Shift để chúng ta chọn cả hai cái đèn. À, nút Control chứ. Control để chọn cả hai cái đèn. Và sau đó chúng ta giữ phím Shift, đưa chuột về cái phần mà chúng tôi đã vừa đưa. Chúng ta sẽ đẩy nó lên. Và chúng ta cần 5 cái đèn như vậy. Đấy, OK, mỗi cái đèn cách nhau 5 mét. Nó đã xong chưa? Đó, thì chúng ta đã có một cái đường giao thông rất là hoàn thiện. Bây giờ chúng ta sẽ thêm là đường ô tô vào. Chúng ta chọn phần vehicle. Không, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn phần text, chúng ta chọn nên chúng ta chọn context, chúng ta chọn path và vehicle path. Chúng ta nhấn ấn vào cái nút cái đầu nút này, chúng ta sẽ kéo này. Đó, thì chúng ta sẽ lập tức là sẽ có một cái đoạn đường giao thông có ô tô. Sau đó chúng ta chọn two lane. Đấy, có hai làn đúng không? Và chúng ta chọn lane offset là rộng ra. Chúng ta chọn density là cái số lượng xe nhiều lên. Và tốc độ di chuyển khi mà lượng xe nhiều này là rời 25 km/h. Nếu chúng ta là người đi bên phải chúng ta chọn bình thường, còn nếu không thì chúng ta bên trái thì luật đi ô tô bên trái chúng ta chọn reverse on. OK. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hiệu ứng trời mưa.
chúng ta chọn weather và chúng ta chọn trời mưa. Đó. Thế bây giờ mà cái đường thì mà tạo ra hiệu ứng đường ướt hơn nữa thì chúng ta chọn effect và chúng ta chọn ocean. Chúng ta có thể chọn gió tăng lên này, hướng gió tăng lên này và chọn ocean. Thì trong cái ocean này chúng ta chọn enable. Thì tất cả những xe ô tô của chúng ta bị ngập trong nước nhé, thì chúng ta sẽ chọn cái chiều sâu của nước là 0.001. Ok. Và như vậy chúng ta đã có một cái con đường bị ngập nước như ở Hà Nội vậy. Chúng ta có thể chọn cái clear hoặc là cái dạng bất kỳ ở trên này. River hoặc tropical sea hoặc là tropical river. Đấy. Hoặc là muddy river. Đấy, thì chúng để chúng ta chỉ tạo hiệu ứng nước thay đổi. Đấy, như người đây tropical river. Tôi để hiệu ứng nước. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về buổi đêm để nhìn rõ hiệu ứng ánh sáng và các cái đèn ô tô bật sáng. Chúng ta chọn một cái mắt ở trên này và chúng ta chọn về time of the day là 0 giờ tối, 0 giờ đêm. Như vậy là ánh sáng chiếu rất là mạnh xuống cái nền đường bị ngập nước và ô tô thì đang bật đèn sáng. Đây là một hiệu ứng rất kỳ ảo và rất đẹp. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái hiệu ứng này trong việc tạo các cái cảnh quan và các khu đô thị của các bạn trong các thời tiết khác nhau. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.